và bây giờ là thời lượng của chuyện tối nay của chào buổi tối thưa quý vị và các bạn nghỉ hè là thời điểm gia tăng các cái tai nạn sinh hoạt ở trẻ em trong đó đặc biệt nhất là bỏng do bố mẹ đi làm không có người quản lý và trẻ em thì vốn tính hay nghịch tò mò nên có nhiều điều kiện tiếp xúc với các tác nhân gây bỏng và nguy cơ dẫn đến những cái tai nạn thương tích do bỏng và bỏng trẻ em thì rõ ràng nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều bởi với một vết bỏng chỉ bằng vài ngón tay nếu không điều trị đúng cách thì cũng có thể khiến trẻ nhỏ tử vong do bị nhiễm trùng. Để chia sẻ cùng các bậc phụ huynh về những nguy hiểm và đặc biệt là cách xử trí khi con mình bị bỏng. Trong tiểu mục chuyện tối nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Công Sáng, hiện là phó trưởng khoa chỉnh hình phụ trách đơn vị bỏng bệnh viện Nhi Trung ương. Xin được cảm ơn bác sĩ Phùng Công Sáng đã cùng đồng hành với chương trình em này. Vâng, xin chào em chị Thanh Liêm. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng. Thưa bác sĩ là kỳ nghỉ hè của học sinh uh, bắt đầu được 3 tuần rồi. Vậy khi các con ở nhà thì chúng ta cũng nhìn thấy là các cái thông tin, các cái con số liên quan đến tai nạn thương tích trong đó có bỏng thì luôn luôn là gia tăng. Vậy thì uh, tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì trong thời gian qua và đặc biệt là 3 tuần gần nhất đây thì cái số ca nhi đến khám và điều trị do bỏng thì có điều gì tăng được không ạ? À, kính thưa quý vị khán giả cùng uh, MC Thanh Liêm thì cũng, tính đến nay cũng là 3 tuần từ cái thời gian trẻ được nghỉ hè thì số lượng trẻ đến khám nói chung tại bệnh viện nhi trung ương thì có gia tăng rất nhiều do cũng tranh thủ cái thời gian được nghỉ hè bố mẹ cũng đưa trẻ đi khám chữa bệnh trong đó thì các cái tỷ lệ tai nạn thương tích thì đến cũng có tăng lên nhiều và cái những cái bỏng thông thường ở trẻ nhỏ thì cũng có tăng nhưng không đột biến do hiện tại cũng có rất là nhiều các cái cơ sở có thể điều trị đến những cái bỏng thông thường bỏng nhẹ cho trẻ à, tuy nhiên là trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có những cái trường hợp mà bỏng nặng Ờ, lớn và nguy hiểm đến tính mạng đến viện. Như vậy thì chúng ta xác định là bỏng nặng là bỏng độ mấy và những cái loại bỏng nào hay gặp thì thường uh, liên quan đến vấn đề về gọi là bỏng nặng thưa bác sĩ. Ờ bỏng nặng ở trẻ nhỏ thì thực ra thì nó phụ thuộc vào cái diện tích, độ sâu và cái nguyên nhân gây bỏng và cái thời gian mà tình trạng khi đứa trẻ đến viện để có thể đánh giá. Còn lại thì những cái trường hợp bỏng sâu đối với trẻ nhỏ và diện tích mà trên năm hoặc 10% đã được coi là những cái trường hợp ừ. bỏng nặng cụ thể là chúng ta có thể nói là bỏng nước sôi này, bỏng điện này, còn tác nhân nào nữa không ạ? Ờ, có thể là bỏng hóa chất nữa. Vâng. Vậy thì lại thêm bức xạ. Vậy thì chúng ta biết được rằng là câu chuyện về bỏng và đặc biệt là bỏng điện thì thực sự là rất sâu và nguy hiểm. À, vậy thì gần đây thì có cái trường hợp bệnh nhân nào, bệnh nhân nhi nào mà bị bỏng điện đến viện và có những cái biến chứng nặng này không? Ờ, thời gian vừa qua thì cái tình trạng bỏng nặng đến viện thì cũng có các cái trường hợp trong đó thì có một trường hợp mà à, bệnh nhân bỏng nhi nam 11 à, tuổi ở hòa bình cháu có trèo lên cây chơi và bị bỏng điện hạ thế sau đó ừ. cũng bị ngã cây vừa một cái tình trạng bỏng điện gây à, ngừng à, tim à, và à, do ngã cao nữa tuy nhiên ừ. là trẻ đã được sơ cấp cứu kịp thời tại à, y tế cơ sở sau đó chuyển lên à, bệnh viện nhi trung ương trong cái tình trạng à, sốc nặng và trẻ đã được tiếp đón tại khu hồi sức cấp cứu của viện Nhi được điều trị kịp thời và sau đó được tiếp tục điều trị chuyên sâu hơn để điều trị các cái biến chứng xuất hiện ngay sau bỏng về thần kinh, về hô hấp, về tim mạch ở các cái trung tâm hồi sức khác như trung tâm uh, uh, tim mạch và trung tâm hồi sức ngoại. Thì, uh, sau một thời gian điều trị thì cái uh, các cái biến chứng nặng uh, về tim mạch, về hô hấp và thần kinh trẻ đã ổn định dần và cũng điều trị ổn cái nguy cơ suy thận trẻ sau cái bỏng điện thì chỉ còn lại là cái tổn thương bỏng tại chỗ hoại tử vùng ngực nách và cánh tay thì sau đó cái toàn trạng ổn thì trẻ sẽ được lên kế hoạch chăm sóc vết thương phẫu thuật để che phủ cái vùng hoại tử và sau khoảng 3 tuần nằm viện thì trẻ đã có thể ra viện và với cái tình trạng sức khỏe cũng tương đối ổn định tuy nhiên để còn đánh giá những cái di chứng lâu dài về sau như chứng về thần kinh hoặc tim mạch thì trẻ cần phải à, khám lại định kỳ. À, chúng tôi có đầy đủ các cái trung tâm về thần kinh, tim mạch đánh giá thậm chí cả các trung tâm về à, tâm bệnh giúp cho trẻ à, có thể có một cái tâm lý ổn định hơn. Vâng, thì như thế sẽ đầy đủ các cái khoa phòng hỗ trợ để điều trị cho trẻ à, một trẻ bỏng nặng với các cái hạn chế tối đa các cái di chứng cho trẻ sau này và rõ ràng là không phải nói là quá may mắn khi mà một cái trường hợp mà tiên lượng rất là xấu như vậy thì được các bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương cùng với các phòng khoa đã điều trị và cứu chữa rất là kịp thời. Tuy nhiên là chúng ta vẫn nhìn nhận những câu chuyện là các cái thương tích nói chung, à, bỏng nói riêng và đặc biệt là bỏng điện thì để lại những cái di chứng, để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. À, chúng ta có thể nói đến về cả sức khỏe và riêng bỏng điện thì khi mà dòng điện truyền qua cơ thể của các em bé thì nó còn đề lại những vấn đề về tâm lý nữa vậy thì việc mà bỏng điện nó sẽ nguy hiểm hơn như thế nào giữa trẻ em và người lớn thưa bác sĩ ờ, về bỏng thì bỏng nói chung của trẻ em và người lớn nó đã có một cái sự khác biệt cùng một cái lượng tác nhân cùng với một cái nguyên nhân đấy thì sẽ làm ở trẻ em thì trẻ sẽ thường là bỏng sâu hơn và vâng. diện rộng hơn và cái nguy cơ ở trẻ thì diễn biến sẽ nhanh hơn người lớn vì vậy là cái tiến triển sẽ nặng hơn và cái tiện trở trẻ con nó cũng kém hơn người lớn nên là cái bỏng điện trẻ con thường là uh, hay để lại những di chứng hoại tử đặc biệt là các vùng chi có thể là tổn thương xương cơ khớp là mất chức năng cho trẻ sau này chưa kể còn có thể để lại những cái tổn thương về tim mạch như là rối loạn nhịp tim hoặc các cái ổ động kinh đấy là những cái mà di chứng sẽ theo cả cuộc đời của trẻ vâng thực sự là xót xa khi mà nhìn thấy con trẻ người thân của mình là những đứa con của mình gặp phải cái vấn đề về tai nạn thương tích hay là bị bỏng và đặc biệt là bỏng điện à, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được rằng là phụ huynh của chúng ta khi mà xử trí cho con trẻ cái bị bỏng điện thì vẫn luôn luôn có rất nhiều trường hợp mắc phải những cái sai lầm mà có thể nói là từ sai lầm này đến sai lầm khác và dẫn đến cái hậu quả đáng tiếc vậy thì những cái sai lầm cụ thể đó là gì và những cái khuyến nghị của bác sĩ đối với cái việc mà xử trí cũng như là phòng ngừa cái vấn đề về bỏng nói chung cho trẻ và bỏng điện nói gì? Vâng, về cái phòng ngừa bỏng cho trẻ thì đấy nó là một cái vấn đề của cả cộng đồng và mọi người. Trong đó thì chúng tôi cũng đã có những cái bài viết tương đối rõ ràng tại cái trang web của bệnh viện bệnh viện Nhi Trung ương, Tiểm về.